Chào mừng thầy cô và các bạn đến với các video chia sẻ về Python LaTeX của tôi. Hôm nay trong video này thì chúng ta đến với một chủ đề là tạo bài toán có kết quả mong muốn. Ở đây chúng ta sẽ minh họa với cái phương trình bậc nhất có dạng là a nhân với bx cộng c trừ d nhân với biểu thức là ex cộng g và bằng vế phải ở đây là m nhân với biểu thức là nx cộng với l. Thì đây là một phương trình bậc nhất và chúng ta sẽ ứng dụng lập trình để đưa ra lời giải đề bài và lời giải chi tiết của phương trình này, nhưng sẽ có thêm một số điều kiện. Đây là một tài liệu minh họa cho bài thực hành chúng ta. Thì với cái phương trình 1 của chúng ta ở đây thì khi giải chúng ta chỉ cần khai triển cái phương trình này và rút gọn các vế của nó, rút gọn và chuyển vế. Thì từ cái rút gọn và chuyển vế chúng ta được cái phương trình bậc nhất là a b trừ de trừ mn nhân x bằng vế phải là m nhân l cộng deg trừ ac. Thì với phương trình này chúng ta sẽ có các điều kiện để có thể nhận biết phương trình có nghiệm hay là vô nghiệm hay là vô số nghiệm. Thì đây là một số điều kiện của nó. Nếu AB trừ DE trừ MN khác không thì phương trình chúng ta sẽ có nghiệm x bằng công thức trên. Nếu AB trừ DE trừ MN bằng 0 thì phương trình chúng ta sẽ và thêm điều kiện nữa là ML cộng DG trừ AC bằng 0 thì phương trình chúng ta sẽ có vô số nghiệm. Còn nếu AB trừ DE trừ MN bằng 0 và ML cộng DG trừ AC khác 0 thì phương trình chúng ta sẽ vô nghiệm. Thì từ đó trong tài liệu của chúng ta thì chúng ta sẽ đặt ra một bài toán là đặt ra như sau. Hãy tạo hàng loạt các phương trình dạng 1 với điều kiện 9 cái hệ số a b c d g e m n l. 9 hệ số này đôi một khác nhau và được chọn từ tập 10 chữ số là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và thỏa mãn thêm một trong số các điều kiện này. Điều kiện thứ nhất là phương trình 1 có nghiệm nguyên, hoặc điều kiện thứ hai là phương trình 1 có vô số nghiệm, hoặc điều kiện thứ ba là phương trình 1 vô nghiệm, hoặc điều kiện thứ tư là phương trình 1 nhận một giá trị x bằng 3 là nghiệm, hoặc điều kiện thứ năm phương trình 1 nhận x bằng trừ 2 là nghiệm, hoặc có thể lấy một nghiệm nào khác. Thì bài toán chúng ta đặt ra như vậy. Lập trình Python tạo bài toán này như thế nào? Trong tài liệu main LaTeX này thì chúng ta đã đây là kết quả của các đoạn code Python đã tạo ra các bài toán thỏa mãn các điều kiện mà chúng ta đặt ra. Thì trong tài liệu main LaTeX này chúng ta thiết kế là gồm đầu tiên sẽ có bài toán mẫu. Trong bài toán mẫu này thì các phương trình được lấy với các hệ số ngẫu nhiên. Thì khi lấy các hệ số ngẫu nhiên thì nghiệm của phương trình có thể là phân số, cũng có thể là số nguyên, cũng có thể là vô nghiệm, cũng có thể là vô số nghiệm. Thì đây là phần là bài toán mẫu trong tài liệu main LaTeX này. Sau đó trong tài liệu main LaTeX này sẽ có các nhóm luyện tập, các bài luyện tập là các phương trình có nghiệm nguyên. Như bài tập 1 này, các bài tập được thiết kế trong một hộp bài tập. Sau đó là các dòng trống, hộp lời giải là các dòng trống để học trò có thể ghi lời giải vào. Còn là phần lời giải sẽ được trình bày ở một trang riêng. Chẳng hạn như bài tập 1 này, chúng ta sẽ xem lời giải ở trang 503. Thì chúng ta click vào cái liên kết này sẽ đi tới lời giải cho bài tập 1. Trong phần lời giải này cũng có thể trở về, click vào phần liên kết để trở về đề bài. Click vào số 1 hoặc là trang 4 bài tập 1 ở trang 4 sẽ trở về cái đề bài tập 1 chúng ta. Thì bài tập 1 này là phương trình có nghiệm nguyên. Thì đây là lời giải chi tiết. Các đề bài và lời giải chi tiết này được tạo tự động bởi một hàm Python. Thì với hàm Python đó chúng ta chỉ cần nhập vào giả thiết xác hệ số thì sẽ đưa ra chúng ta là đề bài và cả lời giải chi tiết của bài toán. Thì nhóm thứ hai, nhóm bài luyện tập thứ hai là các phương trình vô nghiệm từ bài 201. Các biến của phương trình cũng được lấy một cách ngẫu nhiên, chẳng hạn phương trình ở bài tập 201 này là biến t. Thì đây là lời giải của bài 201. Phương trình này là vô nghiệm. Rồi nhóm các bài luyện tập là có vô số nghiệm. Đây là bài 401. Bài này sẽ có vô số nghiệm. Lời giải của bài 401 phương trình có vô số nghiệm. Có thể tạo ra các phương trình có nghiệm cụ thể. Chẳng hạn ở đây là nhóm số 5 này là các phương trình có nghiệm t bằng 3. Biến ở đây là biến t. Thì các phương trình này sẽ có nghiệm t bằng 3. Nhóm luyện tập thứ 6 này là các phương trình có nghiệm x bằng -2. Đây là bài tập 801. Trong tài liệu này có tất cả là 1000 bài luyện tập. File main PDF này, file tài liệu PDF này sẽ được chia sẻ cho thầy cô và các bạn quan tâm. Chúng ta có thể click vào liên kết xuất hiện trên video. Với Maple chúng ta kiểm tra các phương trình này như thế nào? Chúng ta có thể nhập các hệ số của phương trình. Ví dụ ở đây như bài toán 1 thì chúng ta có là A là 3. Rồi chúng ta lần lượt thay B, C và các hệ số khác. Chúng ta dùng cái lệnh giải phương trình, hàm giải phương trình trong Maple là hàm solver thì được kết quả là -12/7 như lời giải trong bài toán 1 của chúng ta. Thì tương tự như vậy chúng ta có thể kiểm tra các bài toán còn lại. Thì đây là chúng ta minh họa giải bài toán chúng ta trên Maple. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đoạn code Python đơn giản để chúng ta lấy kết quả cho bài toán mẫu số 1 ở đây. Thì với giả thiết nhập vào của bài toán 1 thì kết quả trả về là -12/7. Vậy chúng ta lấy kết quả này với đoạn code Python đơn giản như thế nào? Chúng ta có như sau. Bây giờ giả sử chúng ta muốn điều kiện 1 là chúng ta sẽ in ra cái nghiệm của phương trình. Như vậy điều kiện 1 chính là điều kiện A nhân B trừ D nhân E trừ M này khác 0. Thì chúng ta thay trong cái Python chúng ta điều kiện khác 0, chúng ta chỉ cần để cái biểu thức chúng ta. Ở đây biểu thức chúng ta là A nhân B. If A nhân B trừ D nhân E trừ M nhân N. Thì đây là điều kiện A, B, trừ D, E, trừ M, N khác 0. Thì nghiệm chúng ta là gì? Là chúng ta chỉ cần lấy biểu thức này chia cho A, B, trừ D, E, trừ M, N. Và chúng ta in cái phương trình, in cái nghiệm ra. Đây là chúng ta in ra công thức nghiệm. Sau đó elif là ngược lại của cái A nhân B trừ D nhân E trừ MN này, có nghĩa là AB trừ DE trừ MN là bằng 0. Vậy khi đó chúng ta muốn in ra phương trình có vô nghiệm. Phương trình vô nghiệm thì có nghĩa là điều kiện, cái điều kiện ML cộng DG trừ AC này phải khác 0. Vậy cái điều kiện 2 chúng ta là M nhân L cộng DG trừ AC là khác không. Chúng ta in ra cái câu là phương trình và ngược lại LC là cái ngược lại này. Cái ngược lại này là M nhân L cộng DG trừ AC bằng 0. Thì chúng ta in ra cái câu gì? Đó là phương trình có vô số nghiệm. Chúng ta chạy đoạn code này. Thì kết quả ở đây là số thực x bằng trừ 1,7. Ở đây cũng chính là kết quả của trừ 12/7. Vậy với lập trình Python chúng ta có thể tạo ra trình diễn biểu diễn kết quả ở dạng phân số theo ý muốn. Trình bày chi tiết cả lời giải, đề bài và cả lời giải nữa. Thì đây là chúng ta viết hàm Python để đưa ra kết quả này. Còn trong đoạn code này mới chỉ đơn giản là đưa ra biểu thức nghiệm, đưa ra con số nghiệm này. Chúng ta có thể minh họa cái hàm đoạn code Python với trường hợp là này vô nghiệm này chẳng hạn. Thì chúng ta thay đổi cái bộ giả thiết A, B, C, bộ 6, 9 con số này. Ở đây lần lượt là gì? Chúng ta thay đổi kiểm tra như sau. Chúng ta có kết quả đoạn code là phương trình vô nghiệm. Rồi chúng ta kiểm tra một bài toán số 4 nữa. Chúng ta thay đổi giả thiết tương ứng. Chúng ta có phương trình có vô số nghiệm. Như vậy đây là đoạn code Python giúp chúng ta trả lời được kết quả cho bài toán, trả lời ngắn cho kết quả bài toán. Các bộ 9 số chúng ta thay nhập vào đây một cách ngẫu nhiên. Thì kết quả phương trình có thể là có nghiệm, phân số có thể là nghiệm nguyên, cũng có thể là vô nghiệm, cũng có thể là có vô số nghiệm. Đối với các thầy cô và các bạn tham gia khóa học Python LaTeX của tôi, thì chúng ta sẽ có một bài tập yêu cầu viết viết hàm Python để trả về mã LaTeX cho bài toán chúng ta đang xét. Trong bài tập này yêu cầu chúng ta là phải viết được một cái hàm. Cái hàm đó chúng ta nhập vào cái bộ giả thiết 9 số của chúng ta và các kiểu biến tùy chọn. Thì chúng ta sẽ trả về mã LaTeX của bài toán, mã LaTeX lời giải và cả đề bài và lời giải chi tiết. Thì chẳng hạn với cái bộ 9 con số này, chúng ta có thể thay đổi một cách ngẫu nhiên. Thì trả về kết quả là nghiệm ở dạng phân số. Và biên dịch đoạn code này thì sẽ được kết quả trên file PDF mà chúng ta đã thấy. Ví dụ chúng ta thay đổi một con số cuối cùng này một cách ngẫu nhiên. Thì chúng ta sẽ được một phương trình mới. Thì các số ngẫu nhiên này thì phương trình chúng ta có thể là có nghiệm nguyên, cũng có thể là nghiệm phân số. Với giả thiết thứ hai này chúng ta thấy là phương trình chúng ta có nghiệm nguyên. Ngoài yêu cầu là viết được hàm để đưa ra lời giải, đề bài và lời giải chi tiết, thì chúng ta cũng có yêu cầu ở đây là phải tìm được các bộ hệ số này để thỏa mãn phương trình sẽ có nghiệm nguyên, phương trình vô nghiệm, hay là phương trình có nghiệm duy nhất, hay là phương trình có vô số nghiệm, hay là phương trình có nghiệm duy nhất là một con số cụ thể. Rồi từ đó tạo ra các file. Chẳng hạn chúng ta sẽ có các file được tạo ra ở đây là các phương trình sẽ có một nghiệm cụ thể nào đó, thỏa mãn các yêu cầu như đã nêu. thầy cô và các bạn tham gia khóa học thì sẽ được gửi cái file Google Colab, file đề bài này. Thì trong file đề bài này sẽ có hướng dẫn chúng ta từng công việc chúng ta cần thực hiện để giải quyết được vấn đề chúng ta nêu ra. Một gợi ý về phân tích thuật toán ở đây là căn cứ vào cái công thức nghiệm của phương trình thì chúng ta trước hết chúng ta phải tìm duyệt các hệ số, 9 hệ số chúng ta được chọn từ đôi một khác nhau, từ tập có 10 chữ số. Vậy nó chính là một chỉnh hợp chập 9 từ tập 10 phần tử là 10 chữ số 1 tới 10 chúng ta. Thì các hệ số được chọn sao cho cái công thức nghiệm chúng ta sẽ là một số nguyên, hoặc công thức nghiệm chúng ta sẽ nhận một giá trị cụ thể. Như vậy chúng ta chỉ cần lấy ra các chỉnh hợp chập 9 từ tập có 10 phần tử này và chúng ta dùng vòng lặp for chúng ta duyệt các hệ số chúng ta trong các chỉnh hợp đó. Thì trong cái vòng lặp duyệt for đó chúng ta chỉ cần lọc ra các phần tử, lọc và lấy lại các phần tử mà thỏa mãn cái x chúng ta là số nguyên hay là một giá trị nào đó, hay là thỏa mãn phương trình vô nghiệm, điều kiện để phương trình vô nghiệm, điều kiện để phương trình có vô số nghiệm, là trong cái phần thực hành để tìm các list hệ số này. Vậy cũng sẽ có gợi ý cho chúng ta trong file này, đó là làm thế nào để chúng ta lấy được các chỉnh hợp chập 9 từ tập có 10 phần tử này. Lưu ý chúng ta là số lượng bài toán chúng ta tạo ra ở đây rất là nhiều. Chúng ta có thể suy nghĩ là có bao nhiêu chỉnh hợp chập 9, số chỉnh hợp chập 9 của tập 10 phần tử này là bao nhiêu. Con số đó khá lớn, cho nên ở đây chúng ta có thể tạo ra rất là nhiều bài toán. Thì như trong cái file PDF ta có 1000 bài, tuy nhiên chúng ta có thể tạo ra con số lớn hơn 1000 này. Các phần hướng dẫn từng công việc cụ thể sẽ được nêu lên ở trong cái file này, thì thầy cô các bạn có thể tìm hiểu đọc trong file. Chúng ta làm bài trong một cái file riêng. Sau khi chúng ta tải cái file Google Colab này về thì chúng ta hãy copy nó thành một cái file của thầy cô, và thầy cô sẽ giải trên cái file đó và gửi lại. Thì thầy cô và các bạn tham gia giải sẽ được chia sẻ phần file đáp án này. Thì đây là file đáp án, và trong file đã tạo ra được rất là nhiều câu hỏi, tệp câu hỏi được tạo ra. Nội dung video này hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã quan tâm theo dõi.